Kính thưa Quốc hội, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa toàn thể nhân dân. Tôi có được 10 phút thì vấn đề lao động và xã hội là một vấn đề rất là rộng. Từ hôm qua nay nghe Bộ trưởng trả lời chất vấn thì tôi thấy đã đề cập được cơ bản các vấn đề. Tuy nhiên thì vì rất nhiều câu hỏi và tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải bàn một cách rất thấu đáo. Nhưng mà thời gian thì có hạn, thì tôi chỉ xin nói về một vấn đề mà đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã nói. Đấy là câu chuyện người lao động từ một số cái địa bàn mà chủ yếu là từ cái khu ở miền Đông Nam Bộ đi về các tỉnh. Bây giờ làm sao quay lại để vừa giải quyết được câu chuyện lao động, phục hồi sản xuất, vừa đảm bảo được quyền lợi của công nhân và cả gia đình họ kèm theo nữa. Thì chúng ta có thể nói là về lâu dài thì có rất nhiều vấn đề như tôi đã nói, là qua cái đợt dịch này thì có rất nhiều vấn đề đã bộc lộ ra, trong đó có những vấn đề đã tồn tại và đã được nhắc từ trước. Ví dụ như vấn đề nhà ở của công nhân, các công trình phúc lợi. Tới đây thì chính phủ đã bàn nguyên tắc và chắc sẽ có một số cái chương trình để báo cáo với Quốc hội, với các cơ quan có thẩm quyền để chúng ta giải quyết những vấn đề này. Hay là có vấn đề về đào tạo nghề, đổi mới thế nào như Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã nói. Nhưng mà tôi cho rằng bây giờ hiện nay các địa phương và nhân dân quan tâm nhất đấy là vấn đề trước mắt. Giải quyết sao ngay bây giờ, trong lúc từ nay khoảng một tháng tới đây. Thì muốn như vậy, thì mặc dù Bộ trưởng đã nói, nhưng mà chúng ta cũng nhìn kỹ lại cái số người lao động từ các khu vực này dịch chuyển 1,3 triệu người như đồng chí Bộ trưởng đã nắm lại. Thì nó gồm những đối tượng nào? Báo cáo với các đồng chí là chia ra người lao động, thứ nhất là gồm cho người lao động có hợp đồng chính quy, tôi dùng cái từ đó, tương đối ổn định và dài hạn, làm việc ở các doanh nghiệp lớn, đặc biệt các khu chế xuất, các khu công nghiệp. Về cơ bản cái số này, thì trong các đợt dịch vừa qua, ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Đồng Nai, ở Bình Dương và một phần của Long An, thì cơ bản các doanh nghiệp này người ta vẫn trả một phần lương. Cho nên cái số này quay lại là tương đối tốt. Và những người chưa muốn quay lại thì phần nhiều trong đấy họ cũng muốn chuyển dịch lao động như trong điều kiện bình thường. Và dịch vừa rồi chỉ thúc đẩy thêm câu chuyện chuyển dịch lao động. Cái đối tượng thứ hai, đấy là những người cũng là lao động, cũng là công nhân nhưng làm việc ở các xí nghiệp nhỏ, các công trường. Và lao động thì không dài hạn và có tính thời vụ. Số này khi mà dịch đến thì các cái người thuê lao động không có cam kết dài hạn, cũng không biết lúc nào được quay lại. Và cái số thứ ba là cái số những người lao động tự do. Cái này ở miền Nam, đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh rất lớn. Làm việc ở các cái hộ gia đình nhỏ, thậm chí là tự làm việc. Và chúng ta không quên một đối tượng thứ tư. Đấy là những người đi theo, mà như hôm qua có đại biểu nói đến 50 tuổi. Tôi đã đi tất cả các cái khu vực dịch lớn ở trong đấy. Thì có rất nhiều người nhà vào đấy để trông con, trông cháu cho người lao động đi lao động. Cái số này không là lao động chính thức trong công nghiệp nhưng mà mình cũng phải giải quyết. Còn cái cuối cùng là những người bị kẹt ở khu vực đấy, người ta về. Thế thì bây giờ quay lại, thì những người như tôi nói trong các khu chế xuất, các khu công nghiệp và các doanh nghiệp lớn thì có thiếu. Và chúng ta có phải có cách giải quyết, tôi sẽ nói ở phần sau. Nhưng quan trọng hàng đầu, đấy là những người, các đối tượng còn lại. Thì có hai vấn đề lớn phải giải quyết. Vấn đề thứ nhất, bất di bất dịch chúng ta phải kiểm soát dịch cho tốt. Tại vì người ta tâm lý sợ nhất là bây giờ quay lại làm, sau đó dịch không tốt bùng phát, lại quay lại phong tỏa như cũ. Và qua vừa rồi người ta đã chứng kiến ốm đau, mất mát và rất khổ. Thì cái này chúng ta, như hôm qua tôi nói, chúng ta phải có một kế hoạch rất cụ thể, chi tiết trong một tháng tới đây để chúng ta kiểm soát được dịch tốt. Thứ hai, người ta rất cần, chúng tôi đã nói nhiều lần, đấy là phải mở lại trường học, nhất là mẫu giáo và tiểu học. Vì đa phần công nhân ở đây có con nhỏ là học mẫu giáo và tiểu học. Không phải chỉ vấn đề giáo dục mà chính là giải quyết cho lao động. Dài hơn thì người lao động muốn được đảm bảo, nếu mà chúng tôi quay lại thì có sự hỗ trợ ngoài đi lại về nhà trọ một thời gian nếu cần thiết. Nhưng mà người ta muốn rằng
với sự can thiệp của chính quyền và phối hợp của chính quyền thì những người thuê lao động họ dù là to là nhỏ, nhưng nếu trong trường hợp có dịch bùng phát trở lại thì vẫn trả một phần lương, không hủy hợp đồng mãi. Các tỉnh vừa rồi, các đồng chí bí thư ngồi đây, các đoàn ngồi đây, thực ra người ta đều đã làm rất nhiều việc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi xuống tận từng doanh nghiệp một để thảo luận. Và cơ bản các công việc hiện nay đã được giải quyết từng bước. Bây giờ cần ở Trung ương là mấy việc như sau. Thứ nhất là như tôi nói trên, rà soát lại tất cả các quy định về phòng chống dịch, sao cho an toàn nhưng mà không quá phức tạp. Đặc biệt là câu chuyện về xét nghiệm, về xử lý F1, F0 có trong doanh nghiệp một cách rất linh hoạt. Ở đây tôi cũng xin mở ngoặc là rất cần cái sự phối hợp của doanh nghiệp. Sao cho doanh nghiệp thực sự là lo cho công nhân của mình. Đừng làm hình thức để mà có ca nhiễm hay là có cái việc bảo vệ người công nhân thì đưa hết trách nhiệm về phía chính quyền. Cái thứ hai mà rất cần bây giờ, đấy là làm sao mà đưa ra một số cái quy định có tính chất tạm thời nhưng mà rất thiết thực cho doanh nghiệp. Tôi lấy ví dụ như hiện nay Bộ Lao động, chúng tôi đã phát hiện ra Bộ Lao động đã đang trình các cơ quan có thẩm quyền về việc xem xét, trình thậm chí phải trình Quốc hội kỳ này. Đấy, thảo luận về việc tạm thời áp dụng trong một thời gian ngắn cái quy định đặc biệt về hạn chế số giờ làm việc, trong có giữ một tháng không hay để cả năm, và nếu một tháng có nâng lên được không. Bởi vì bây giờ là cuối năm, đang có cái đơn hàng cho Noel và dịp cuối năm. Tạo điều kiện doanh nghiệp thì cũng chính là tạo điều kiện gián tiếp cho người lao động. Các địa phương, đây là vô cùng quan trọng. Bởi vì kết nối giữa các địa phương, từ trước các địa phương vẫn kết nối, nhưng mà cũng có nơi là vẫn còn thụ động, bây giờ cần phải chủ động. Kết nối những người dân nào muốn quay lại những nơi cũ để làm việc, thì chúng ta phải có kết nối thật sự chủ động. Vì qua thăm dò thì có thể nói một nửa người lao động vẫn muốn thích đi tự do, không thích đi qua kênh kết nối của chính quyền. Vì họ không thích ràng buộc. Họ vào đó rồi họ mới qua người quen, lúc đấy người ta mới tính xin việc ở đâu, chỗ nào. Thì thôi chúng ta cứ giải quyết được cái số 50% người ta muốn có tạo điều kiện kết nối bằng cách cung cấp thông tin đầy đủ, chủ động tiêm vaccine trước và có cái đưa đón. Một số tỉnh trước đây đã đưa đón người từ vùng dịch về. Bây giờ tôi có nói chuyện với một số đồng chí lãnh đạo các tỉnh, họ cũng sẵn sàng là cũng lại bỏ chi phí ra để đưa người lao động ấy quay trở lại nơi làm việc nếu có sự kết nối. Đây là cái sự vào cuộc của các tỉnh là hết sức quan trọng. Còn cuối cùng thì báo cáo với Quốc hội là tất cả các nước đều trong tình trạng như chúng ta. Không nói các nước lớn, các nước phát triển, chúng tôi mới cách đây mấy hôm bắt đầu khảo sát sơ bộ thì ngay ở các nước tương đối giống chúng ta như là Thái Lan, như Malaysia cũng lâm vào tình trạng này. Đối với các nước này họ cũng thiếu lao động mấy trăm nghìn người, gần 1 triệu người. Và các nước này thì họ còn phải có kế hoạch là mở ra để cho lao động từ nước ngoài vào. Chúng ta bây giờ thì chưa đối mặt với cái đấy, chỉ là mở ra cho các tỉnh khác đến. Và các nước thì họ đều có các gói hỗ trợ đặc biệt để cho người lao động quay lại nơi làm việc. Thì chúng ta đã có một số gói hỗ trợ rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng tới đây các địa phương đã chủ động rồi, nhưng mà tôi cũng đề nghị Bộ Lao động xem xét cùng với các địa phương để mình có các cái gói hỗ trợ riêng cho người lao động mà quay lại làm việc. Và đặc biệt lưu ý là đối với những người nhà đi theo để mà trông con, trông cái thì người ta mới làm việc được. Thì trong cái khoảng thời gian ngắn Quốc hội cho phép thì tôi xin báo cáo vắn tắt như vậy. Bây giờ còn 1 phút nữa, tôi muốn nói một điều về lâu dài. Đấy là người lao động ở các cái vùng công nghiệp lớn thì chúng ta trước cái sức ép của tăng trưởng của công nghiệp, chúng ta phải thu hút lao động về, và đấy cũng là một lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong những năm qua. Nhưng mà thực tế chống dịch vừa qua bộc lộ là có những khu công nhân tập trung quá đậm đặc. Và chúng ta ở khu nào mà có những khu ký túc xá xây đúng theo định hướng mới thì chống dịch thuận lợi hơn. Còn những khu người dân phải ở trong nhà trọ, dân sinh thì vô cùng phức tạp. Và người dân lúc bình thường cũng đã khổ,
và lúc dịch thì vô cùng khổ. Mỗi một căn phòng trọ có khoảng trên dưới chục người, trên dưới chục mét vuông. Thường là thuê chung, không phải vợ chồng, hai người thì cũng thuê chung. Và đa phần trong đấy là ba người, hai vợ chồng, một con. Thậm chí có nơi là hai con, có nơi còn thêm một bà mẹ đến trông. Và thực sự là tới đây chúng ta phải có một cái chương trình không chỉ là xây dựng nhà ở, mà cũng phải xem xét từng bước để cơ cấu lại cái sản xuất và lao động. Chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận từ bỏ dần, và cái này có định hướng rồi, cái lao động giá rẻ để đi vào cái chỗ mà có giá trị gia tăng cao hơn. Đây là một việc theo tôi đợt chống dịch lần này bộc lộ rất rõ. Và đương nhiên sẽ có ảnh hưởng tới cái chiến lược mà thu hút lao động, thu hút đầu tư nước ngoài sau này. Nhưng mà tôi tin rằng nếu chúng ta có sự chuẩn bị đúng thì chúng ta vẫn giữ chân được người, được nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng mà chúng ta dịch chuyển được cái cơ cấu lao động này. Thì tôi xin có một số ý kiến như vậy. Xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn Phó Thủ tướng. Đối với vấn đề mà đại biểu Trần Đình Giang